Một là phải giữ tay, hai là dùng khẩu trang, ba là giữ khoảng cách khi tiếp xúc mọi người. Như người tập thể thao, nhà nhà phải sạch sẽ, không gian luôn luôn thoáng để chiến thắng Covid. Hãy khai báo y tế, đừng ngại và bỏ trốn, đặt toàn bộ niềm tin vào hết dân tộc Việt Nam. Hãy ở nhà bạn nhé, mệt thì gọi điện ngay, hãy gọi bộ y tế là chắc chắn không sao. Cố gắng hết sức để đại dịch không lên ngôi, không để Covid lây lan nhanh đến khắp chốn. Quân dân ta mãi cùng một ý chí quyết thắng, chỉ cần một điều từ cách ly trong nhà. Paris, London hay là cả thế giới lớn, nơi quê hương ta bạn sẽ có bác sĩ tiếp đón. Đừng vì một mình mà để cả đất nước phải lo âu. Mau mau khai ra bạn thấy sao ở trong người. Việt Nam ta quyết thắng, yêu lắm, hãy bên nhau mạnh mẽ bước qua nào. Cùng nhau ta ý thức ban nơi ta là người Việt Nam. Một là phải rửa tay,